Các bạn ơi, tại sao lại có ngày và đêm các bạn nhỉ? Tại sao gà trống lại gáy vào buổi sáng? Chúng mình hãy cùng lắng nghe câu chuyện Sự tích ngày và đêm để cùng tìm ra câu trả lời nhé. Ngày xưa, mặt trời, mặt trăng và gà trống cùng sống với nhau trên trời. Mặt trăng có mũ màu trắng, gà trống có mũ màu đỏ tươi. Mặt trăng rất thích mũ của gà trống. một hôm mặt trăng bỏ gà trống này gà trống chúng ta đổi mũ cho nhau nhé gà trống không thích mũ trắng của mặt trăng nên lắc đầu không không tớ không đổi mũ đâu thông cảm cho tớ mặt trăng cứ gạ đổi mãi nhưng gà trống nhất định không chịu gà trống nói xong bỏ đi gà trống tự hào về cái mũ đỏ tươi của mình lắm Mặt chàng tức giận, giật mũ của gà trống ném xuống đất. Gà trống tiếc cái mũ quá, nên bay vội xuống đất để tìm. Nhưng mặt đất thì mênh mông và tối đen, biết tìm mũ ở đâu bây giờ? Gà trống tìm mãi, tìm mãi vẫn không thấy mũ đâu. Bỗng gà trống nhớ đến mặt trời và cất tiếng gọi. "Anh mặt trời ơi!" Anh mặt trời ơi! Nghe tiếng gọi, mặt trời thức dậy, vội vén màn mây. Những tia nắng của mặt trời giúp cho gà trống tìm thấy chiếc mũ trên cành cây. Gà trống đội mũ vào và đi khoe khắp mặt đất. Mãi đến chiều, gà trống chợt nhớ phải về trời, nhưng nó mệt quá, không đủ sức để bay lên được nữa. Còn mặt trời không thể giúp gà trống bay về trời được. Mặt trời an ủi. Thôi, gà trống chịu khó ở dưới mặt đất vậy. Cứ khi nào ngủ dậy, gà trống cứ cất tiếng gọi là mặt trời dậy nói chuyện với gà trống nhé. Và như vậy, mỗi khi thức giấc, gà trống gọi mặt trời cùng thức dậy, người ta gọi đó là ngày. Mặt trăng xấu hổ vì hành động của mình nên đợi mặt trời và gà trống đi ngủ mới xuất hiện. Người ta gọi lúc đó là đêm. Các bạn thân mến, câu chuyện của ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Chúng mình nhớ phải luôn đoàn kết, thương yêu nhau. Giúp đỡ nhau cùng tiến bộ nhé. Sóc nhí chúc các bạn một ngày thật vui. Tạm biệt các bạn.